Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp ăn lộc trời, trúng số cực đậm, tiền chất đầy nhà. Vậy thì con giáp nào có số may mắn, trúng lớn, giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 13 tháng 8 năm 2022, thứ Bảy dương lịch. Âm lịch là ngày 16 tháng 7 năm 2022. Là ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tiết khí, lập thu, ngày trực mãn. Hôm nay là ngày tư mệnh hoàng đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc đạo gồm có những khung giờ sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Sát chủ và giờ Thụ tử, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Sát chủ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ và giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thụ tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Dần và tuổi Ngọ, lục hợp với tuổi Mão, xung với tuổi Thìn, hình với tuổi Sửu, tuổi Mùi và phá với tuổi Mùi. Về ngũ hành niên mệnh, bình địa mộc, hôm nay là ngày Mậu Tuất, tức ngang hòa. Nạp âm bình địa mộc, kỵ tuổi Nhâm Thìn và tuổi Bính Thìn. Ngày thuộc hành mộc, khắc hành thổ, đặc biệt tuổi Canh Ngọ, tuổi Mậu Thân thuộc hành thổ không sợ mộc, ngược lại nhờ mộc khắc mà được lợi. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần, Ngọ thành hỏa cục. Xung Thìn, hình Sửu, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Mùi. Tam sát kỵ tuổi: Hợi, Mão, Mùi. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Nhâm Thìn và tuổi Bính Thìn. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Nhâm Dần và tuổi Giáp Dần. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có các sao: Thiên Đức hợp, Mẫu Thương, Dương Đức, Thủ Nhật, Thiên Vu, Phúc Đức, Lục Nghi, Kính An, Tư Mệnh. Sao xấu thì gồm có các sao: Yến Đối, Chiêu Giao, Thiên Cẩu, Cửu Không. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 13 tháng 8, anh chị và các bạn chỉ nên làm các công việc như xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như cúng tế. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng chính bắc để đón tài thần và đi theo hướng đông nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày thuần dương, xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi. Trên đây là một số thông tin tử vi ngày 13 tháng 8 năm 2022. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp, quý anh chị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để nhận video mới nhất nếu anh chị muốn thường xuyên theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu thông tin tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Luận tử vi cho thấy tuổi Tý đụng độ hung thần thiên quan nên có nhiều điều phải phiền lòng. Vận khí sa sút, con giáp này làm gì cũng có cảm giác trắc trở, không phải do nguyên nhân khách quan thì cũng do bạn tính toán sai lầm dẫn tới hỏng chuyện. Những việc không như ý liên tiếp xảy ra khiến tâm trạng của những chú Tý trở nên bất ổn. Bạn dễ cáu gắt khi ai đó làm trái với suy nghĩ của mình. Nếu bạn không hài lòng về điều gì đó, hãy thẳng thắn góp ý riêng với đối phương, chứ đừng áp đặt hay bắt người khác phải làm theo ý mình.
đặc biệt là trước đám đông. Đối với vận tình cảm lại tương đối tốt, nhờ có Phượng Cát trợ bên, vợ chồng có được sự gắn bó khăng khít và có thể dành thời gian cho nhau chăm lo cho gia đình. Đối với người độc thân, các bạn cũng đang có ý thức hoàn thiện mình hơn để cải thiện vận trình nhân duyên. Tử vi tuổi Giáp Tý, mệnh Kim nên trao đổi công việc với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Tý, mệnh Thủy cân nhắc kỹ càng trước khi bắt tay vào kế hoạch. Tử vi tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa chủ động bắt tay hoàn thành công việc. Tử vi tuổi Canh Tý, mệnh Thổ hãy thành thật trao đổi và thấu hiểu. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc dễ phải đối mặt với họa khẩu thiệt thị phi. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 69, 57 và 93. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn thiết thực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, kiếp tài nhắc nhở tuổi Sửu cần phải tách biệt cảm xúc và lý trí nếu bạn muốn đưa ra một quyết định giá trị nào đó. Còn cứ để cảm xúc can dự vào những việc như vậy thì bạn không thể nào có kết quả tốt đẹp sau một ngày làm việc. Cục diện tương hình tác động khiến người tuổi Sửu trở nên khá nóng nảy. Bạn thường không suy nghĩ kỹ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình. Vận trình tình cảm cũng có điểm báo trắc trở, đôi lứa nảy sinh nhiều tranh cãi, mâu thuẫn từ việc bất đồng quan điểm, ai cũng cho rằng mình có lý. Chẳng người nào chịu nhún nhường càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Tử vi tuổi Ất Sửu, mệnh Kim chớ nên giữ những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, kẻ tiểu nhân luôn rình rập chờ cơ hội hãm hại bạn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, hạn chế mâu thuẫn với người khác. Tử vi tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, nên dành thời gian nghỉ ngơi cho hồi sức. Tử vi tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, chủ động đứng ra giải quyết mâu thuẫn. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm chỉ đạt 3 sao. Con số may mắn là 30, 17 và 6. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Sửu, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn thiết thực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, hôm nay tinh thần của người tuổi Dần trở nên phấn chấn hơn nhờ tin vui về mặt tài chính khi có thiên tài độ mệnh. Có những khoản thu bất ngờ khiến con giáp này không khỏi sửng sốt. Cơ hội kiếm tiền đang mở ra trước mắt, hãy nhanh tay tận dụng. Cục diện tam hợp mang tới cho người tuổi Dần cơ hội thăng tiến, con đường quan lộc mở rộng vô cùng. Bạn được trao cơ hội để khẳng định bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và ghi điểm xuất sắc với cấp trên, nên sẽ được đề bạt vào những vị trí mới, cao hơn, xứng đáng hơn. Hoa cái giúp các đôi yêu nhau lâu có thể sẽ có bước tiến mới trong mối quan hệ. Đôi lứa tính tới chuyện trăm năm, yêu thương nhau đủ độ thì tính tới lúc về chung một nhà để tình yêu được thăng hoa và cùng nhau đắp xây hạnh phúc. Tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, kinh doanh buôn bán thu về lợi nhuận. Tử vi tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, thỏa mãn và trân trọng với hạnh phúc mình đang có. Tử vi tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, người độc thân đã chịu mở lòng mình. Tử vi tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, tránh nói lời làm tổn thương người nghe.
Tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, tìm ra cơ hội để khẳng định bản lĩnh. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 4, 2 và 97. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, chính tài là dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Mão trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cố gắng không mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng những gì bạn đã bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Ngoài ra hôm nay bạn cũng được đón nhận những điều tốt đẹp do nhị hợp mang lại. Bạn đã luôn cố gắng suốt thời gian qua, vì thế mà công sức của bạn được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao. Chuyện tình cảm cũng có những tín hiệu đáng mừng. Tuy đôi bên vẫn có những cãi vã giận hờn đôi chút, nhưng sau đó nhanh chóng làm lành, không ai còn hờn dỗi. Với người độc thân, gia đình luôn là điểm tựa vững vàng về tinh thần cho bạn. Nếu cảm thấy cô đơn, hãy về bên gia đình. Tử vi tuổi Ất Mão, mệnh Thủy, nhanh chóng nắm bắt cơ hội để gặt hái thành công. Tử vi tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, nên lắng nghe quan điểm của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mão, mệnh Thổ, cố gắng vượt qua trở ngại, thách thức. Tử vi tuổi Tân Mão, mệnh Mộc, công việc ngày càng phát triển ổn định, vượt qua giai đoạn khó khăn. Tử vi tuổi Quý Mão, mệnh Kim, hãy học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 89, 10 và 78. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, tỷ kiên khiến cho con giáp tuổi Thìn dễ bị phật ý, không hài lòng về ai đó trong ngày hôm nay. Do đó, bạn càng nuôi ít hy vọng, càng tránh được sự thất vọng cũng như sự rắc rối đi kèm theo đó. Ngoài ra, tương xung cũng gây không ít khó khăn cho người tuổi Thìn trong việc tìm cách hòa hợp và thống nhất cách làm việc với đồng nghiệp. Khi làm việc độc lập, bạn là một cá thể xuất sắc và luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Nhưng kết hợp làm việc với những người khác thì bạn lại luôn không thoải mái khi có ý kiến trái chiều. Tứ tuyệt thì khiến cho tình cảm của tuổi Thìn cũng chẳng suôn sẻ như mong muốn. Một phần là do con giáp này bận rộn nên không có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Dù có rất nhiều người để ý theo đuổi nhưng bạn vẫn chưa thực sự rung động, vẫn còn khá thờ ơ và lạnh nhạt với chuyện yêu đương. Tử vi tuổi Giáp Thìn, mệnh Hỏa, biết cách điều chỉnh phù hợp với từng tình huống. Tử vi tuổi Bính Thìn, mệnh Thổ, đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp hay xương khớp. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc, gây dựng được lòng tin với khách hàng. Tử vi tuổi Canh Thìn, mệnh Kim, mối quan hệ rộng giúp ích cho tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, không nên dễ dàng tin theo lời người khác. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm chỉ đạt 3 sao. Con số may mắn là 97, 94 và 85. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn,
đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, thương quan chiếu mệnh, người tuổi Tỵ phải đối diện với nhiều điều hung hiểm trên con đường sự nghiệp. Có thể bạn sẽ bị cấp trên gây khó dễ hoặc giao cho những nhiệm vụ hóc búa khiến mọi việc chẳng thể tiến triển như dự kiến. Hãy nhìn nhận vấn đề theo phương diện tích cực, chứ đừng vội than thân trách phận. Đây có thể sẽ là cơ hội để bạn rèn luyện sức kiên nhẫn, sự chịu đựng cũng như tiềm năng của chính mình. Thực hiện nhiệm vụ thành công, bạn có thể sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên và thán phục. Hồng Loan thì đảm bảo cho mệnh chủ có một ngày vượng đào hoa, người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, mối quan hệ phát triển nhanh chóng, không khí ngọt ngào lãng mạn giữa hai bạn khiến người xung quanh rất ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, suy nghĩ tích cực sẽ khiến mọi việc trở nên đơn giản. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, tin tưởng vào bản thân và cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, có những điều bạn không nên hiểu chi tiết quá. Tử vi tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, hãy giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Tử vi tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, tích cực hơn khi tham gia các hoạt động. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 99, 67 và 28. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, tình hình tài chính của Ngọ trong ngày có phần khả quan nhờ thực thần tương trợ. Người làm kinh doanh sẽ có nhiều lợi thế hơn người làm công việc cố định. Các kế hoạch đầu tư của bạn đều đem về kết quả tốt, lợi nhuận khá rủng rỉnh. Công việc của người tuổi Ngọ thì tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có tam hợp phù trợ. Nếu muốn đưa ra những kế hoạch thực sự phù hợp với sự phát triển trong tương lai, thì bạn cần phải đánh giá năng lực bản thân và tình huống trước mắt hợp lý hơn. Hoa cái trợ giúp nên vận nhân duyên cũng tốt đẹp, chuyện tình duyên cũng có người soi đường dẫn lối, nên những ai còn độc thân có cơ hội để cải thiện và tìm người hợp với mình. Vợ chồng cũng dành cho nhau những lời động viên và khích lệ để cùng chung tay xây dựng gia đình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, may mắn đến với người muốn khởi nghiệp. Tử vi tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, suy nghĩ tích cực sẽ khiến mọi việc trở nên đơn giản. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, hãy cởi mở hơn để người khác có cơ hội tới gần. Tử vi tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, không nên dễ dàng hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, chia sẻ thẳng thắn sẽ giúp mối quan hệ luôn bền vững. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 26, 51 và 96. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Xem tử vi cho thấy, kiếp tài giáng mệnh, bạn cần hết sức cẩn trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. Hãy tỉnh táo trước những lời đường mật của người khác. Ngoài ra, hình phá cũng ảnh hưởng khá lớn tới tâm trạng của tuổi Mùi. Bạn có phần nhạy cảm hơn thường ngày, cũng dễ căng thẳng khi có sự cố xảy ra. Những lúc như vậy, đầu óc bạn trở nên mụ mị, chẳng đủ tỉnh táo để đưa ra bất cứ giải pháp tình thế nào. Trong chuyện tình cảm hôm nay, bạn có thể chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi những cảm xúc cá nhân, cho nên đôi lúc khá nóng nảy và gây ra những xung đột không đáng có trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Ất Mùi, mệnh kim, được làm điều mình thích, tận hưởng cuộc sống. Tử vi tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy,
chú ý giữ gìn sức khỏe. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, thành công sẽ không đến với người lười biếng. Tử vi tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, có thể làm theo ý mình mà không gặp trở ngại. Tử vi tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, giữ chặt túi tiền trong tay, chớ tin lời người khác. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm chỉ đạt 3 sao. Con số may mắn là 27, 0 và 32. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Luận tử vi cho thấy, thiên ấn mang tới sự chắc chắn trong lĩnh vực chuyên môn của người tuổi Thân trong ngày hôm nay. Vốn là người linh hoạt, khéo léo, nên dù có ở trong hoàn cảnh nào, con giáp này cũng biết biến thách thức thành cơ hội để bản thân tỏa sáng. Trong ngày này, sức sáng tạo của bạn sẽ phát triển mạnh mẽ. Đừng ngại ngùng khi thử nghiệm những ý tưởng mới mẻ, điều đó là cần thiết trên con đường đi đến thành công. Nhưng đừng quên tính đến tính khả thi của các ý tưởng để tránh mất thời gian và công sức bạn nhé. Tam hội cho thấy, người có đôi có cặp cảm thấy tình yêu tràn ngập trong tim. Cả hai luôn hướng về nhau trong từng suy nghĩ, từng hơi thở. Bạn và người ấy sẽ có những phút giây hạnh phúc bên nhau và tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp, khắc ghi từng giờ, từng phút của tình yêu đôi nữa. Tử vi tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo. Tử vi tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, cần tìm cách để thuyết phục người khác. Tử vi tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, hãy thôi mơ mộng viển vông. Tử vi tuổi Canh Thân, mệnh mộc, lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của người khác nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, chuyện tình cảm bình lặng, không ngọt, không nhạt. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm cũng đạt 5 sao. Con số may mắn là 11, 46 và 88. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Luận tử vi cho thấy, tam hội giúp sức người tuổi Dậu gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức. Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nên bạn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương xứng với năng lực của mình. Thổ sinh kim, người còn độc thân lên mạnh dạn thể hiện con người thật của mình. Như vậy thì bạn mới được nhiều người yêu quý. Còn nếu bạn chỉ luôn cố gắng làm vừa lòng người khác, thì bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Chính ấn cho thấy bạn là người tài năng, nhưng dễ hài lòng với thực tại. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bạn sẽ dễ rơi vào cảnh dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi so với mọi người. Tương hại cũng nhắc nhở người tuổi Dậu cần kiểm soát cảm xúc của mình nếu không muốn rước họa tiểu nhân. Lời người xấu đồn đoán có thể sẽ khiến cho danh tiếng của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tử vi tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, người làm công ăn lương, nhận lương và thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, chú ý vấn đề sức khỏe, ăn uống sinh hoạt khoa học. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, tập trung tăng cường sức đề kháng cho bản thân, phòng tránh bệnh tật. Tử vi tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Dậu, mệnh kim, nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm cũng đạt 5 sao. Con số may mắn là 17, 41 và 98. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Dậu và tuổi Sửu.
Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Xem tử vi cho thấy tỷ kiên gây nhũng nhiễu nên người tuổi Tuất dễ gặp những điều khiến con giáp này cảm thấy khó chịu như bất đồng ý kiến, đồng nghiệp chia bè kết phái, anh chị em lớn tiếng với nhau. Nếu gặp chuyện không vui, tốt hơn hết là nên nhẫn nhịn, đợi mọi thứ qua đi thay vì đối chọi gay gắt. Đường tài lộc trong ngày hôm nay cũng không được như ý, nếu không cẩn thận bạn có thể mắc phải sai lầm khi đầu tư sai hướng. Cơ hội kiếm tiền dù đã ở trước mắt nhưng chưa chắc nó đã phù hợp với bạn, đừng để lòng tham che mờ mắt. Hoa cái cho thấy người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Vì thường xuyên trò chuyện nên đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy và hai người cùng chung tay vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi Giáp Tuất, mệnh Hỏa, muốn dư giả thì phải cố gắng nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ, suy xét mọi việc trước khi hành động, thành công mới có thể tìm đến. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc, giữ chặt túi tiền của mình, đừng phung phí. Tử vi tuổi Canh Tuất, mệnh Kim, cần cẩn trọng hơn và có kế hoạch rõ ràng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, mệnh Thủy, chuyện tình cảm lứa đôi bình lặng. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 13, 45 và 8. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Xem tử vi cho thấy, chính quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Cấp trên luôn hài lòng và yên tâm mỗi khi giao trách nhiệm cho bạn, bởi bạn là người có trách nhiệm cao, làm việc có đầu có đuôi và chẳng bao giờ bỏ dở giữa chừng. Bạn có thể được cân nhắc vào một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Đây chính là lúc bạn cần dũng cảm nhận trách nhiệm và tin tưởng hơn nữa vào chính mình. Bạn hoàn toàn có thể gặt hái được những thành công còn lớn lao hơn hiện tại. Thiên hỷ thì giúp cho vận trình tình cảm vui vẻ tươi sáng. Tình cảm của hai bạn tiến triển tốt, mặc dù có đôi lúc không tránh khỏi những bất đồng, nhưng đó chỉ là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Người độc thân nhận được nhiều cảm tình từ người khác giới. Tử vi tuổi Ất Hợi, mệnh Hỏa, biết trân trọng tình cảm mà mình đang có. Tử vi tuổi Đinh Hợi, mệnh Thổ, không nên cứng đầu cứng cổ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mệnh Mộc, tự giành lấy cơ hội mới mong cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi Tân Hợi, mệnh Kim, chú ý hơn đến vấn đề lắng nghe mọi người. Tử vi tuổi Quý Hợi, mệnh Thủy, có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 56, 14 và 84. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.